Xin chào các em, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài số 22 quy trình xây dựng thực đơn. Quy trình tổ chức bữa ăn thật sự là một vấn đề gồm nhiều mảng kiến thức. Do vậy, hiểu quy trình tổ chức bữa ăn, thực hiện tổ chức bữa ăn cần phải đảm bảo các thao tác chuẩn bị chu đáo. Biểu hiện cụ thể là biết xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho quy trình tổ chức món ăn như sau. Đầu tiên, các em phải xây dựng thực đơn một cách hợp lý nhất. Tiếp theo, các em sẽ lựa chọn thực phẩm cho thực đơn, chế biến món ăn, bày bàn và thu dọn sau khi ăn. Để hiểu rõ hơn vấn đề đó, chúng ta sẽ đi vào một la mã xây dựng thực đơn. Để hiểu rõ hơn xây dựng thực đơn thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu thực đơn là gì. Thực đơn còn được gọi là bản ghi lại tất cả những món ăn dự định sẽ phục vụ trong những bữa tiệc, liên hoan, tiệc cổ có tên gọi khác là những bữa tiệc đám giỗ hay những bữa ăn hàng ngày. Thực đơn có thể được ghi trên những tờ giấy xong rồi được ép lát tét như trong hình, hoặc được làm dưới dạng một tấm thiệp, hoặc được ghi trên những bảng đen, hoặc được ghi và đính vô tường. Ngoài ra, thực đơn còn được thiết kế theo những dạng cuốn, những dạng sắt hoặc những dạng trên những miếng gỗ. Tương tự đó, chúng ta sẽ đi vào phần 2 nhỏ, nguyên tắc xây dựng thực đơn. Nguyên tắc đầu tiên để xây dựng thực đơn đó là phải lựa chọn số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất của bữa ăn. Em dựa vào hình quan sát bữa ăn thường ngày của các em gồm những món nào, số lượng là bao nhiêu. Thông thường các em có thể thấy trong các bữa ăn hàng ngày của gia đình mình thì thường chỉ có từ 3 đến 4 món ăn. Ngoài ra còn đối với những bữa tiệc cổ, tiệc liên hoan, những đám cưới, sinh nhật hoặc thôi nôi thì các em sẽ thấy số lượng là bao nhiêu. Các em có thể quan sát trên hình và dựa vào thực tế khi mà các em đã tham gia những bữa tiệc, đám giỗ, liên hoan, sinh nhật thì các em có thể thấy những bữa tiệc đó sẽ có ít nhất từ 5 món trở lên. Tương tự đó, các em sẽ đi qua tìm hiểu nguyên tắc thứ hai. Thực đơn phải đủ các loại món ăn chính theo cơ cấu của bữa ăn. Đối với bữa ăn hàng ngày thì các em gồm có các món chính như canh, mặn, xào. Nếu các em không thích món xào thì các em có thể thay thế món xào bằng món luộc và dùng chung với nước chấm. Đây là một thực đơn cơ bản. Ngoài ra các em có thể tăng 1 đến 2 món phụ vô, ví dụ các em có thể ăn kèm tráng miệng làm tây. Chung với thực đơn của mình, các em có thể dùng những món muối chua như là cà pháo hay dưa chua hoặc dưa muối. Tương tự đó, đối với cơ cấu của bữa ăn liên hoan, bữa tiệc chiêu đãi thì thường gồm các loại món. Đầu tiên luôn luôn phải có đó là món khai vị. Thông thường khi các em đi tham gia các bữa tiệc liên hoan hay sinh nhật thì các em sẽ thấy món đầu tiên thông thường sẽ là súp hoặc là gỏi. Tiếp theo, món khai vị sẽ là món ăn sau khai vị. Món ăn sau khai vị thông thường người ta sẽ được đưa lên các món dùng phương pháp xào hoặc rán hoặc những món nguội như là chả phượng nem cong, tứ bủ. Bủ là bao gồm 4 món, ngoài ra còn có bát bủ, ba bủ.
hoặc là các món chả giò hay là tôm chiên hoặc tôm lăn bột. Tiếp theo đó là món ăn chính. Thông thường món ăn chính các em sẽ thấy người ta sử dụng những phương pháp như là món nấu, món hấp, món nướng hoặc món quay. Những món ăn chính thông thường sẽ rất nhiều chất đạm và chất béo. Mục đích của món ăn chính là giúp cho người ăn sẽ ngon miệng hơn và sẽ no lâu hơn. Các món ăn chính các em hay thấy trong các bữa tiệc: gà bó xôi, heo quay ăn với bánh bao, hoặc là vịt quay Bắc Kinh. Ngoài ra các em còn thấy một số như bò nấu đậu, cá điêu hồng chân hoặc cá tai tượng chiên xù. Ngoài ra, món ăn cuối cùng sẽ là món ăn thêm. Món ăn này nhằm mục đích để cho thực khách ăn no bụng hơn. Thông thường nó sẽ được dùng những loại như là canh, ví dụ như là lẩu nè, cơm nè, hoặc là những món mì xào. Sau khi đã ăn các món ăn chính rồi, người ta sẽ có loại đồ như sau: chè, bánh ngọt, rau câu, ngoài ra còn bánh lăn hoặc dưa ua. Tương tự đó, đồ uống dùng trong xuyên suốt bữa tiệc có thể là nước lọc, các loại nước ngọt, các loại bia. Ngoài ra, khi các em ăn những tiệc đám giỗ ở miền quê thì một số người sẽ thay thế bia bằng rượu. Hoặc các em giữ những tiệc liên hoan hay tiệc chiêu đãi theo phong cách phương Tây thì người ta cũng thay thế bia rượu bằng rượu vang. Nguyên tắc cuối cùng trong xây dựng thực đơn đó là phải đảm bảo yêu cầu về mặt dinh dưỡng của bữa ăn và hiệu quả về kinh tế. Đảm bảo về yêu cầu về mặt dinh dưỡng là sao? Là các em phải nên thay đổi những thức ăn trong cùng một nhóm. Ví dụ các em có thể thay thế thịt heo bằng thịt bò, hoặc bằng cá, hoặc bằng tôm, hoặc bằng những loại gà, thịt gia súc, gia cầm. Miễn sao cho nó đảm bảo được cân bằng chất dinh dưỡng trong bốn nhóm thức ăn. Ngoài ra, đối với hiệu quả kinh tế thì các em phải chọn thức ăn sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình mình, không nên quá hoang phí cho các bữa ăn thường ngày. Tiếp theo, chúng ta sẽ qua phần 2 la mã lựa chọn thực phẩm cho thực đơn. Khi lựa chọn thực phẩm cho thực đơn thì các em phải cần lưu ý những vấn đề sau. Đầu tiên, mua thực phẩm phải tươi ngon. Khi các em đi mua thực phẩm, các em lựa chọn những thực phẩm tươi ngon thì nó sẽ đảm bảo được sức khỏe cho gia đình mình cũng như giúp tăng khẩu vị cho gia đình mình. Ngoài ra, số lượng thực phẩm vừa đủ dùng. Các em không nên mua dư quá nhiều hoặc mua dự trữ quá nhiều, vì khi các em chế biến không kịp hoặc khi các em chế biến lâu ngày quá, các em bảo quản lâu ngày trong tủ lạnh thì giá trị dinh dưỡng nó sẽ bị mất đi từ từ. Trong phần 2 la mã, các em cùng đi tìm hiểu về phần 1 nhỏ đối với thực đơn dùng cho bữa ăn hàng ngày. Điều đầu tiên các em cần lưu ý là nên chọn đủ các loại thực phẩm cần thiết cho cơ thể trong một ngày. Như thế nào mới gọi là các thực phẩm cần thiết cho cơ thể trong một ngày? Đó là phải đảm bảo đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng. 4 nhóm chất dinh dưỡng bao gồm nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm chất đường bột, nhóm vitamin và chất khoáng. Lựa chọn thực đơn thì các em phải cần quan tâm đến số người hay nói cách khác là số thành viên trong gia đình và tuổi tác của từng thành viên trong gia đình thuộc đối tượng nào, cũng như tình trạng sức khỏe, công việc và sở thích ăn uống. Để chi? Để các em có thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng và định lượng được khẩu phần ăn trong ngày thì khi chúng ta chế biến hoặc khi chúng ta đi mua thực phẩm nó không bị dư thừa.
và chúng ta chế biến nó cũng đảm bảo cung cấp được sức khỏe để cho các thành viên trong gia đình mình có thể học tập làm việc được một cách hiệu quả nhất. Như vậy các em có thể đối với thực đơn thường ngày các em cần phải lưu ý một số điều như sau, đó là giá trị dinh dưỡng của bữa ăn. Các em không nên cung cấp quá nhiều nhóm chất đạm hoặc nhóm chất béo hoặc nhóm chất đường bột vì như thế nó sẽ dễ dẫn đến một số bệnh về huyết áp, tim mạch hoặc là béo phì. Ngoài ra các em cũng phải coi đặc điểm của những người trong gia đình của mình. Ví dụ trong gia đình mình có những thành viên nào bị bệnh cao huyết áp không thì trong các món ăn các em chế biến thì các em sẽ làm cho nó không mặn quá. Hoặc những người nào bị tiểu đường hay không thì các em sẽ giảm lượng đường hoặc lượng tinh bột trong món ăn lại. Đây cũng là điều quan trọng nhất, đó là ngân quỹ của gia đình mình. Các em không nên tiêu xài hoang phí hoặc mua những nhóm thực phẩm nào không cần thiết để dùng thì nó sẽ làm cho ngân quỹ của chúng ta sẽ bị tiêu hụt đi. Theo chúng ta sẽ đi qua phần 2 nhỏ đối với thực đơn dùng cho các bữa ăn liên hoan, bữa chiêu đãi. Đây là một số hình ảnh về những bữa tiệc liên hoan, chiêu đãi hoặc là sinh nhật. Đối với thực đơn dùng cho các bữa tiệc chiêu đãi liên hoan thì các em cần lưu ý là phải tùy theo hoàn cảnh và điều kiện sẵn có. Để khi đó các em có thể lựa chọn được những thực đơn hoặc những món ăn phù hợp, tránh tiêu xài hoang phí để làm thiếu hụt ngân sách của gia đình mình. Tương tự đó thì các em phải kết hợp với tính chất của bữa ăn là gì để nhằm mục đích chuẩn bị thực phẩm sao cho phù hợp nhất và cân đối về số người tham dự để không làm thực phẩm mình bị dư hoặc bị lãng phí. Tránh trình bày trang trí quá cầu kỳ cho những bữa tiệc không phù hợp với tính chất. Đối với phần ôn tập thì các em dựa vào món. Sau đây thì các em sẽ phân loại cho cô đâu là món ăn thường ngày, đâu thuộc món ăn dành cho bữa tiệc. Tương tự đó thì các em sẽ đối với về nhà thì mỗi học sinh sẽ làm cho cô câu hỏi ôn tập vào trong tập của mình và tuần sau khi đi học thì các em sẽ nộp lại cho cô.